Mẹ ơi mẹ, mẹ qua đây với con. Ôi trời ơi. Ừ, cô nhiều lắm. Lêu lêu lêu. Cái này xíu nè. Ôi. Không có. Im nằm. Không có rung nha. Đút kinh nghiệm nha. Im chứ cô cầm cái kim đang bay á. Không có qua tay nha. Da bé là da khô quá mà. Không, chưa chị mấy đứa nó còn nhỏ cũng da bình thường. Chị mới xác định là da giàu nè. Mấy đứa này chưa thêm mà. Ế, đau đâu. Đau mà nằm im mà được. Chị con sẽ phát ra tiếng động. Ừ, cứ la hét lòng chi lò. Mà nằm im mà được. Mình cứ cập cửa ra được. Dẫu ơi, người này rồi đó. Đây là đàn ông trai chi mà đó thì. Nó không nghe. Anh hai ngơ, anh hai buồn. Nói cho nó nghe chứ. Con không ngờ anh hai là con người. Mẹ ghét quá. Chứ nên nó lét rồi thôi. Trời trời cô. Cục cho nó đau. No. Em bé này một cái đó. Không lì lắm. A hi hi. Nó không nghe. Bụng nó dễ ra hơn bé nhiều đó. Đụng vô là chứ đau không được. Ê ê.
Trời. Trời ơi, cứu tôi. Kiếp gì bị la. Chị nó sang cái quả cầm tay cầm chân chân hơn. Mẹ thương anh hai hơn. Bỏ mấy làm bơ vơ ở đây. Trời ơi. Bữa ăn bữa thầy chồng mất tiêu rồi. Trời đó ở của bà tây dọa bà chân thương hơn. Nó có đầu cô đầu đầu con những suy nghĩ. Chứ chi nữa. Chứ không lấy chồng rồi. Dạ dạ có. Ừ thì theo chồng chứ không phải ở với mẹ. Nó anh hai theo vợ. Công này nó ngu mình nè theo vợ. Ý đeo quá. Cứu tôi. À đau quá cô ơi. Cô gắng bình an ở đâu. No. Cô nặng đau. Nghĩ chơi với cô. Con học lớp 6. Đó, hình như là 2 tuổi rồi. Dạ, đúng rồi. Ha, chiếc gì biết đâu. À, dạ gần nè. Dạ gần lắm. Dễ đình đạch luôn kìa. He. Dạ, con nặng mấy lần rồi. Còn anh hai hình như lần thứ 2 hay sao. Ừ. Anh hơi nhiều. Nè to sốt chặt chuồng. Đúng không? Dạ, rồi. À đau quá. Buồn. Trời ơi, cứu con. Mấy bữa mẹ dán đi, đi bơi dán đi. Dạ mẹ. Chỉ có mẹ dán đi thôi. Con rủ ba qua đây nhưng mà ba không chịu. À, ba ốc thuốc. Ủa con tự hết rồi. Chưa. Dạ hết chưa.
Gần đúng không cô? Ừ. Xong trước anh Hơ mà. Vậy mà mẹ kêu chậm nói mẹ qua lại với con. Hơi khác quá kìa. Sắp.